Mình đã xong konnichiwa. Xin chào các bạn ạ. Như vậy là đến cái buổi clip ngày hôm nay là chúng ta đã có một cái chuỗi clip là đến cái ngày hôm nay là ngày 25, buổi số 25. Có 25 buổi clip với các chủ đề xoay quanh của phần kiến thức N1, N2, N3, à N1, N2 là chủ yếu, N3 thì ít, chỉ có một số buổi sau. Các bạn có thể xem lại các cái video record này ở trên cái YouTube hoặc là trên Facebook thì đều có các cái phần video thu âm lại nhé. Mình đều để lưu lại đấy. Kể bạn cái câu chuyện này. Mọi năm ấy, cứ đến cái tầm thời điểm này thì các bạn học viên ở trong nhóm Zoom ở trong các lớp ấy bao giờ cũng kêu là học nhiều quá đến mức là đến lúc ngủ mơ còn mơ thấy là mình phải làm bài tập, mình phải nộp bài và còn thậm chí là còn ngủ mơ thấy cái giọng của mình giảng. Đấy thì mình thì không thấy gì cả, mình vẫn dậy, nhưng mà đợt này tự nhiên không biết là không hiểu sao hai hôm nay mình đều mơ thấy là trong cái giấc mơ mình đang dậy không nhớ chính xác là cái câu là như thế nào, nhưng mà là cứ phải thường là mình hay mơ theo cái kiểu như là ví dụ như là cứ phải loay hoay làm một cái việc gì ấy, giống như kiểu có những cái hôm mình mơ là mình loay hoay chọn quần áo mãi mà không chọn được cái bộ nào đi làm ấy. Thì hôm qua mình mơ là mình loay hoay mãi mà không thể nào để giống như kiểu như là loại trừ một cái phương án là tại sao chỗ này lại khẳng định chỗ này phủ định. Nó cứ mơ mơ mãi tỉnh dậy. Đấy, tự nhiên buồn cười đợt này mình lại có cái giấc mơ giống như là các bạn học viên của mình. Trong khi là chắc là có lẽ là tại vì đợt này dậy nhiều quá. Ám ảnh. Cũng với tần suất là giống như các mọi mọi năm thôi, nhưng mà tự nhiên đợt này nó lại có cái giấc mơ kỳ lạ. Chứ còn mọi mọi năm là cũng dậy như vậy và thậm chí là còn kinh khủng hơn nữa cơ. Rồi. Buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hôm qua thì chúng ta đã có cái phần về điền sao rồi, thì buổi ngày hôm nay thì đầu tiên thì mình sẽ đẩy cái phần về dạng bài đọc hiểu ngữ pháp trước, dạng bài đục lỗ trước. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào nốt mười mấy câu, 15 câu của cái phần điền sao sau nhé. Giờ các bạn nhìn màn hình nha. Đấy, thế là không chỉ mình học viên ám ảnh về cái việc học và đến cả giáo viên cũng ám ảnh về cái việc học. Đây ạ, mọi người nhìn cái vị trí này. Vị trí 1A và vị trí 1B. Thì phương án nào sẽ là phương án quan trọng? Mà cái câu này là câu số 2. Vị trí này là vị trí số 2. Rồi. Thì với cái phần bài đọc hiểu này á, đây là một cái dạng bài đọc hiểu ngữ pháp của phần N1. Tuy nhiên cái kiến thức và cái cách làm ấy thì nó sẽ N1 và N2 thì nó sẽ gần tương tự giống nhau. Nên các bạn học ở cái phần kiến thức của N2 thì các bạn cũng có thể tham khảo cái phần cách làm được nhé. Ví dụ ở cái đoạn này thì các bạn nhìn thấy là với cái trường hợp câu số 1 thì chúng ta lựa chọn phương án nào nó sẽ phù hợp ở đây ạ. Nhớ là phải đáp ứng đủ hai cái tiêu chí của vị trí A và vị trí B nha. Vị trí nào sẽ phù hợp ở trong cái đoạn này? Thôi cố lên các bạn nha, còn có 2 tuần nữa thôi. Chưa đến 2 tuần nữa đúng không ạ? Mùng 1 tháng 12 thì. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích, là mình sẽ vào phân tích luôn nhé. Thì các bạn nhìn thấy này, cái dạng bài đọc hiểu ngữ pháp ấy thì nó là một trong những cái phần cũng tương đối khó nếu như cái đề người ta ra ở cái mức độ gọi là bẫy nhiều. Thì cái dạng đọc hiểu ngữ pháp nó sẽ bị lai giữa hai cái yếu tố, một là các bạn phải để ý đến cái phần ngữ pháp. Và cái phần ngữ pháp ở đây ấy, ngoài cái yếu tố về mẫu câu, tức là cái mẫu câu để ghép vào, thì các bạn cần phải quan tâm đến những yếu tố về thì của câu này. Tức là nó ở cái dạng thì hiện tại tiếp diễn hay là các cái dạng quá khứ. Và thứ hai nữa là một điều không thể thiếu khi mà chúng ta làm phần ngữ pháp, đấy là các bạn phải để ý đến cái phần kết cấu chủ vị của câu. Kể cả bất kỳ cái gì nhá. Khi mà chúng ta đọc một câu, chúng ta phải nhìn ra được cái kết cấu chủ vị, bởi vì nó là cái khung sườn để cho các bạn dịch không bị sai. Nó là cái khung sườn để cho các bạn dịch không bị sai. Ví dụ trong cái câu này á, thì cái chủ ngữ của nó ở đây chính là cái news này. Và cái phần vị ngữ là I see data. Thì cái nguyên tắc là làm thế nào để bạn có thể đoán được ra cái chủ ngữ.
Thì cái cách duy nhất để mình đoán được ra cái chủ ngữ đó là mình phải tìm ra được cái vị ngữ. Bởi vì chủ và vị bao giờ nó cũng sẽ bắt cặp với nhau. Đúng không? Ví dụ trong cái câu này mình nhìn được ra cái vị ngữ là liên tiếp ai từ. Thì mình sẽ hỏi là cái liên tiếp xảy ra đó là cái gì? Đấy, thế nên là mình sẽ biết được à đây là một cái cặp chủ vị này. Liên tiếp xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông rất là thảm khốc. Thế thì cái phần này chỉ là cái phần bổ nghĩa cho những cái vụ tai nạn giao thông đấy thôi. Đó. Những cái vụ tai nạn giao thông đấy là những cái vụ mà chúng ta không thể nghĩ đó là những cái do sơ suất được. Đúng không? Thì cái đoạn này các bạn có là thô tệ sẽ đi với cái dạo phủ định để nhấn mạnh cho cái trường hợp phủ định đấy. Các bạn cứ comment đáp án nhé. Không thể xem, khó mà có thể xem nó là do những cái sơ suất được. Thế thì đây là cái trường hợp đầu tiên là khi mà chúng ta làm với dạng đọc hiểu ngữ pháp thì các bạn phải nhớ là để ý đến những yếu tố về mặt ngữ pháp. Một là yếu tố về thì, hiện tại, quá khứ hay là tương lai. Hai là yếu tố về cái việc là chúng ta phân tích được đúng cái phần chủ vị. Cái cách này khi mà các bạn đang thực hành thì các bạn sẽ có thể cảm thấy nó hơi lâu và mình phải làm nó hơi kỹ. Nhưng mà khi mà mình dần quen với cái việc thực hành này rồi ấy, thì cái việc dịch của mình nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Tiếp theo này là mình xác định cái vị trí, ví dụ số 1A và 1B ở đây thì nó thuộc cái dạng từ loại gì? Đấy. Vị trí này nó thuộc về cái dạng về từ nối. Đúng không? Nhớ là người ta phẩy như thế này này thì nó không liên quan gì đến cụm đằng sau này đâu nhá. Nó không phải liên quan gì đến cụm đằng sau này mà nó sẽ liên quan đến cả cái câu này. Đó, và cái câu này chúng ta đang để ý là nó ở cái thì hiện tại tiếp diễn. Đó. Nó ở cái thì hiện tại tiếp diễn. Thế thì mình sẽ phải xem là cái từ nối nào nó được dùng ở cái hiện tại tiếp diễn, tức là một cái sự việc đang diễn ra. Đó, như vậy thì các bạn sẽ loại được cái trường hợp là sono tokoro. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có cái phần là kono tokoro nó mới dùng cho cái hiện tại, dạo gần đây, saikin, né? Còn sono tokoro là cái lúc đấy, tức là nó dùng cho một cái thời điểm nào đó, có thể ở trong quá khứ hoặc có thể ở tương lai. Đấy, nên là lúc này với cái trường hợp khi mà các bạn để ý đến thì của câu này, thì các bạn sẽ loại được cái trường hợp số 1 là sono tokoro và loại được cái trường hợp số 3, đúng không? Còn lại cái trường hợp 2 và trường hợp 4 thôi. Đó. Thì 2 và 4 đều giống nhau ở cái phần là kono tokoro gần đây đúng không? Bây giờ mình lại suy xét tiếp là cái từ nối ở cái vị trí 1B. Từ nối ở cái vị trí 1B này. Thì các bạn thấy là cái đoạn 1B này mình phải dịch như sau. Tiếp ở đây cái câu này này. Các bạn có cái phần đuôi là kasta. Đấy. Cái kasta này là cái động từ kasu với nghĩa là giao, áp đặt, giao cho người ta một cái nhiệm vụ gì đó, chữ khóa này đúng không ạ? Tức là giao cho ai ạ? Giao cho những cái người này, là những cái bạn đối tượng ở đây là những cái người trẻ mà người ta chuẩn bị là người ta sẽ lấy bằng lái xe. Và giao cho cái đối tượng đấy là một cái bài report, một cái bài báo cáo sau khi đọc xong cái cuốn sách về những cái chết tử vong do tai nạn giao thông. Đấy. Thế thì các bạn sẽ thấy là tại sao người ta lại phải giao cái nhiệm vụ này? Đúng không? Bởi vì đằng trước nó là một cái gì? Đằng trước nó là một cái thực trạng. Đằng trước nó là một cái vấn đề. Thế nên cái B đằng sau sẽ là một cái giải quyết. Đấy. Thế thì trong cái buổi mà chúng ta học về cái dạng từ nối, chúng ta đã nói về cái dạng từ nối này rồi. Đấy là sokode, đúng không? Và trong cái buổi đấy mình cũng đã phân biệt cái sự khác nhau giữa sorede và sokode. Sorede thì hai câu nó sẽ nối với nhau với cái mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Vì A nên cái kết quả là B. Còn sokode nó sẽ nối với nhau theo cái mối quan hệ là đằng trước là những cái vấn đề, là những cái thực trạng và đằng sau là những cái sáng kiến, những cái hành động để người ta giải quyết cho cái vấn đề đó. Đúng không ạ? Đấy, và như vậy nếu mà chúng ta phân tích được hai cái vế như thế này thì các bạn sẽ biết được là cái đáp án chính xác nó sẽ là cái phương án số 2. Kono tokoro và sokode. Đấy. Đó, thế thì cái lưu ý đầu tiên mà các bạn cần phải nhớ khi mà chúng ta làm cái dạng bài đọc hiểu đục lỗ này. Thứ nhất là thường kiểu gì trong cái dạng bài đọc hiểu đục lỗ này cái tần suất xuất hiện cái câu hỏi liên quan đến từ nối nó cũng tương đối cao. Kiểu gì các bạn cũng sẽ phải gặp đâu đó một đến hai câu. Lý do là bởi vì
cái dạng bài này nó thuộc về cái dạng bài về đọc hiểu ngữ pháp. Mà ngữ pháp thì nó sẽ cần phải có cái sự liên kết và kết nối giữa các cái đoạn với nhau, giữa các cái câu với nhau. Mà từ nối nó sẽ đóng cái vai trò đó, nên cái dạng bài này kiểu gì cũng sẽ có cái phần về từ nối. Đó, nên những bạn nào mà hiện còn yếu cái phần đấy thì các bạn có thể xem lại cái phần từ nối và các bạn có thể tìm lại nếu mà các bạn không xem cái buổi livestream mà mình đã nói về cái phần từ nối đấy nhá. Và thứ hai nữa là cũng giống như phần điền dấu sao thôi. Thì cái phần đọc hiểu ngữ pháp này các bạn cũng cần phải rất là quan trọng cái yếu tố về mặt ngữ pháp giúp mình. Đầu tiên là các bạn để ý đến yếu tố về thì trong câu. Hai nữa, cái tiên quyết, cái quan trọng đấy là mình phải gì? Mình phải dịch được, tức là mình phải đưa ra được cái cặp chủ vị trong cái câu đấy. Còn nếu không thì mình sẽ bị sai. Ví dụ trong cái câu này, khi mà các bạn nhìn cái vị ngữ là casta thì các bạn sẽ biết được cái chủ ngữ ở đây thực ra nó là một cái chủ ngữ ẩn. Watashi, tôi đã làm cái việc đó, đúng không? Tôi đã giao cho những cái đối tượng là những người trẻ, người ta viết một cái report, một cái báo cáo về sau khi đọc cái cuốn sách này. Rồi, thế là câu số 1 là xong rồi nha. Bây giờ mình đẩy tiếp câu số 2 này. Câu số 2 là một trong những cái dạng ngữ pháp mà hầu như là kể cả N3, N2 và N1 các bạn cũng đều sẽ gặp cái phần này. Hầu như chúng ta cũng đều sẽ gặp ở trong những cái dạng câu hỏi mà chúng ta đã gặp trong quá khứ, thì nó cái tần suất xuất hiện cái dạng này rất là nhiều. Đấy chính là những cái dạng về động từ cho nhận. Dạng về động từ cho nhận nhé. Trong những cái lớp Zoom thì bao giờ khi mà bắt đầu vào cái khóa N2 hoặc khóa N1 Zoom ấy thì mình đều phải dạy lại các cái phần kiến thức gốc cơ bản. Thì trong cái phần kiến thức gốc cơ bản đấy nó sẽ phải có là kiểu gì cũng sẽ phải có về trợ từ. Kiểu gì cũng sẽ phải có về bị động sai khiến và tiếp theo là động từ cho nhận này, bởi vì nó sẽ là những cái căn bản đặc trưng không chỉ giới hạn ở trong cái N nào cả, mà kể cả các bạn dùng tiếng Nhật như thế nào ở cái dạng văn bản nó cũng sẽ gặp. Các bạn đọc sách hay làm cái gì nó cũng sẽ gặp. Nên cái đề N1 và đề N2 nó cũng đều sẽ có. Rồi với cái câu này, mình đã dịch sơ qua cái câu số 2 này rồi, thì theo các bạn cái vị trí số 2 này, cái phương án nào sẽ là cái phương án đúng ạ? Chờ comment của các cao thủ xuất sắc nha. Câu số 2 phương án nào sẽ đúng ở đây ạ? Suy nghĩ xem ạ. Khang gai tệ a gê tắc tệ. Có bạn chọn là phương án số 1. Có bạn chọn là phương án số 4. Lương Nguyễn chọn số 1. Còn Nhung Trần chọn số 4. Đó. Đa phần cái câu này sẽ bị sai rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà các bạn được phân tích ra thì các bạn sẽ thấy là nó rất là đơn giản thôi. Vậy mà mình lại bị sai. Đó là gì? Có một cái công thức mà các bạn luôn luôn phải ghi nhớ về cái công thức của động từ cho nhận mà chúng ta đã học từ cái phần kiến thức của N5. Công thức của động từ cho nhận mà các bạn đã học phần kiến thức của N5 nha. Đó là gì? Khi chủ ngữ là một đối tượng khác. Khi chủ ngữ là một đối tượng khác này. Một cái người N nào đấy đi với những cái trợ từ như là trợ từ vợ hoặc là trợ từ có, đúng không? Làm một cái việc gì đó cho bản thân mình hoặc là những cái người cùng phe với mình thì các bạn sẽ dùng với trợ từ nhĩ. Thì lúc đấy cái phần động từ chia của chúng ta sẽ phải chia về tê gì ạ? Tê kureru. Đúng không? Còn khi chủ ngữ là bản thân chúng ta, watashi wa, hoặc những cái người cùng phe với chúng ta, cái câu này mình đẩy lên trên một tí để cho các bạn dễ nhìn nha, dễ nhìn cái phần này. Chủ ngữ là bản thân chúng ta này, hoặc là những người cùng phe với chúng ta và người khác, người ta làm cái việc đấy cho chúng ta đi với trợ từ nhĩ, thì lúc đấy các bạn phải dùng với thêm màu đỏ. Đây là một cái công thức mà luôn luôn mình phải dặn các bạn, kể cả các bạn học viên ở trong nhóm, là các bạn phải ghi nhớ. N5 các bạn đã học cái công thức này rồi và
Với N5 thì cái việc học, mình xóa cái này trên này đi. Với N5 thì cái việc học công thức này thì thấy nó rất là đơn giản. Nhưng cũng từng đấy cái công thức thôi. Nhưng mà khi người ta đưa vào cái câu hỏi của N1 thì các bạn đa phần đều làm sai. Bởi vì cái dạng này của người ta ấy thì thường người ta sẽ lược đi một cái yếu tố nào đó. Đúng không? Thường người ta sẽ lược đi một yếu tố nào đó. Thế thì cái cách làm sẽ là như thế nào? Cách làm á là các bạn nhìn thấy là nó khác nhau dựa vào cái phần chủ ngữ đúng không? Thực ra nó đều là người khác làm cho mình thôi. Nhưng mà nó khác nhau dựa vào cái phần chủ ngữ. Khi chủ ngữ là người khác hoặc khi chủ ngữ là mình thì nó khác nhau. Dẫn đến cái việc cái phần phần đi với trợ từ ní ở phía sau nó cũng khác nhau. Thì lúc nãy mình đã nói là cái câu này này, các bạn có Kashita giao một cái bài tập, đúng không? Thì cái người giao là ai? Cái nguyên tắc á, là bao giờ các bạn cũng phải tìm ra được cái vị ngữ thì các bạn mới tìm ra được cái chủ ngữ. Thì chủ ngữ ở đây chúng ta sẽ hiểu là cái người giao ở đây chính là tôi. Tôi giao cái bài tập đó cho các cái người trẻ này, đúng không? Và tiếp theo cái hành động số 2 này này. Cái hành động số 2 khi mà chúng ta có cùng chủ ngữ mà nó phẩy với nhau như thế này nhá. Thì các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta nhìn thấy này. Tại sao người ta lại chia về cái T ở đây? Khi người ta chia về với T thì một trong những cách dùng của T ngoài cái trường hợp liệt kê ra ấy thì nó sẽ dùng với nghĩa là lý do. T, đúng không? Ngoài cái trường hợp T ra thì nó sẽ dùng với nghĩa là lý do. Thế thì cái động từ ở cái vị trí số 2 này này và cái động từ casta này nó sẽ cùng một chủ ngữ. Vì tôi gì gì đó đến cái đối tượng là những người trẻ này. Thế nên tôi mới giao cho họ những cái bài này. Đúng không? Chúng ta nhìn ra cái kết cấu không, câu không ạ? Chủ ngữ là tôi này. Và cái vị trí số 2 này sẽ là cái động từ cùng một cái chủ ngữ ở cái vế này. Và cái kashita cũng là cái động từ cùng với chủ ngữ là watashi. Né? Thì bây giờ các bạn ứng vào cái công thức này. Nhớ cái công thức này không bao giờ được quên. Và đề của N1, đề của N2 đều thi rất nhiều. Chỉ có điều là với công thức này người ta sẽ ẩn cái chủ ngữ đi thôi. Hoặc đôi khi người ta sẽ ẩn cái phần tân ngữ đi. Nên là các bạn không nhớ đến công thức này, các bạn sẽ chọn bừa là theo linh cảm là kureru hay là moru hoặc là ageru mà không không nhớ được cái bản chất gốc của cái thằng này thì các bạn sẽ bị sai, đúng không? Nói đến công thức này chúng ta biết rồi đúng không? Vậy thì ở đây này, có phải là mình làm cái việc suy nghĩ cho những người trẻ không? Te ageru là mình làm cái gì đó cho người khác, không phải là mình làm cái việc suy nghĩ cho cái người trẻ đấy, mà là mình muốn những cái người trẻ mà từ giờ họ sẽ lấy bằng lái xe, họ hiểu, họ suy nghĩ về cái gì? Suy nghĩ về cái vấn đề nhân quyền của những cái người bị thiệt hại trong cái vụ lái trong cái những cái vụ tai nạn và suy nghĩ về những cái vụ tai nạn, đúng không? Suy nghĩ về những cái đó. Tức là mình muốn những cái người trẻ này người ta suy nghĩ về những cái điều đó nên mình đã giao cho người ta một cái bài báo cáo sau khi đọc xong cái cuốn sách này. Hiểu vấn đề chưa ạ? Thì bây giờ mình chỉ biết là cái chủ ngữ là watashi wa. Và cái thành phần người mà mình mong muốn đấy chính là đi với danh từ đi với trợ từ nhi một cái người khác. Thì đoạn này các bạn phải dùng với te mô đạo hay là te cure được ạ? Chắc chắn là phải dùng với te mô đạo đúng không? Nên đáp án đúng ở đây ấy, nó chính là cái câu số 3. Cái câu số 3 chứ không phải là cái câu số 4 mà cũng không phải là câu số 1. Đấy. Thì cái nguyên tắc thứ hai mà các bạn cần nhớ khi làm cái dạng bài này, kể cả không chỉ mình cái dạng bài đọc hiểu ngữ pháp đâu nha, mà các cái dạng bài cái câu hỏi về ngữ pháp nói chung. Cái tần suất mà nó xuất hiện trong cái phần cái dạng bài về đọc cái dạng bài về động từ cho nhận này này rất nhiều luôn. Có thể là ở cái phần kính ngữ hoặc có thể ở cái dạng động từ cho nhận. Nhưng thường các bạn sẽ không để ý đến cái công thức cơ bản mà mình bôi màu xanh như này. Là công thức của N5. Đấy. Đó. Mà không để ý đến phần công thức này thì dẫn đến bị sai. Thế cái nguyên tắc để áp dụng được đúng cái công thức này là gì? Thông thường người ta sẽ lược cái phần chủ ngữ đi. Thì các bạn phải tìm ra xem cái chủ ngữ của nó là gì. Để các bạn ghép nó vào cái phần công thức này thì nó sẽ ra nha. Ok câu này chưa ạ? Mọi người hiểu cái phần này chưa? Đấy, thế nên là ngoài cái lưu ý về thì của câu này, cần phải để ý những cái lưu ý về các cái dạng động từ cho nhận này. Và cứ nhớ cho mình đúng cái công thức này sẽ là ok. Thì câu này các bạn sẽ có thể hiểu cả cái đoạn này như sau. Là gần đây những cái tin tức về các cái vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mà những cái vụ tai nạn giao thông đó thì chúng ta khó mà có thể coi nó là do những cái sơ suất. Nó liên tục xuất hiện.
Vì vậy, với cái mong muốn là để cho những cái người trẻ mà họ sắp lấy bằng lái xe suy nghĩ về tai nạn giao thông và suy nghĩ về cái quyền con người của nạn nhân, thì tôi đã giao bài tập viết một cái báo cáo sau khi đọc xong cái cuốn sách về giao thông, tử vong, những cái vụ tử vong do tai nạn giao thông. Đó, ok chưa ạ? Tiếp theo nha, các bạn sẽ đến với câu số 3. Câu số 3 nó nằm ở đây này. Cả cái đoạn dài như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần câu số 3 này luôn. Đây ạ. Đó, với một cái đoạn câu nó cái phần dài như thế này này, với cái dạng bài đọc kiểu ngữ pháp ấy, thì không phải là chúng ta sẽ đọc nguyên cả cái phần trên này cứ đọc dài hết đâu. Mà trước tiên là các bạn sẽ quan tâm cho mình cái câu có cái vị trí cần tìm đã. Tức là cái câu này đã. Còn khi mà các bạn đọc nguyên cả cái câu này các bạn vẫn không hiểu được thì các bạn mới hất lên trên này các bạn đọc. Chứ đừng có vội để đọc hết cả một cái đoạn dài như thế này. Thứ nhất là nó vừa mất thời gian. Và thứ hai, nhiều khi nó cũng sẽ không đi đúng vào cái trọng tâm. Chỉ cần các bạn với cái dạng này các bạn phân tích đúng được cái trật tự ngữ pháp, cái bố cục câu để các bạn sẽ làm ra được. Nhé. Rồi bây giờ mình lại cũng áp dụng theo cái công thức này. Là các bạn tìm ra xem cái chủ vị, cái chủ ngữ chính của cái câu này là gì. Nhớ nhé, trong một câu ấy, tiếng Nhật ấy, nó sẽ có cái kiểu câu phức. Câu phức tức là gì? Tức là nó sẽ có một cái cặp chủ vị chính. Sau đó thì đến cái phần bổ nghĩa, trong cái phần bổ nghĩa đấy nó sẽ có một cái cặp chủ vị phụ nữa để bổ nghĩa cho một cái gì đó. Thì bây giờ cái quan trọng đầu tiên là chúng ta tìm ra cái cặp chủ vị chính đã. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Sau đấy thì các bạn mới đi tách ra những cái phần cặp chủ vị nhỏ. Thì cái cách để tìm ra cái cặp chủ vị chính là gì? Cái chủ vị chính ấy thì thông thường là cứ nhớ cái nguyên tắc là muốn tìm được chủ ngữ thì phải tìm ra được vị ngữ. Bởi vì nó sẽ phải thành một cặp với nhau. Mà cái vị ngữ chính nó thường sẽ nằm ở cái phần đuôi câu. Thì cái câu này ở đây là Watashi wa omotta. Thì thực ra cái này nó đã là cái cặp chủ vị chính rồi này. Là tôi nghĩ rằng là. Thì cả cái phần này mới là cái phần gọi là tiếp theo là mới cái phần là cái cặp chủ vị phụ. Thì mình lại tìm một cái cặp chủ vị phụ thứ hai. Đấy, thì các bạn lại nhìn là có cái sức thuyết phục. Vậy thì cái gì có sức thuyết phục? Ở trong cái chủ trương, tức là ở trong những cái lời khẳng định, cái lời nhấn mạnh của tác giả trong cái cuốn sách ấy, thì nó có cái sức thuyết phục. Đấy, thuyết phục đấy là gì? Đấy, thì bây giờ mình lại tiếp tục kéo cái phần trên này này. Thì cái phần trên này nhiều bạn bởi vì xác định nhầm cái chủ ngữ. Đấy, thì cứ tưởng là cái này nó là cái chủ ngữ nhưng không phải. Cái này cứ tưởng cái này nó là chủ ngữ nhưng không phải nhé. Tức là cứ tưởng cái này nó là chủ ngữ to nhưng không phải. Vậy thì nó sẽ là một cái chủ ngữ nhỏ. Một cái chủ ngữ nhỏ. Thì bây giờ nha, chúng ta có là các cái chế độ hiện hành. Các cái chế độ hiện hành, tức là các cái chế độ mà các cái quy định mà người ta đang hiện hành đang được sử dụng. Thì các cái chế độ này là theatri, mình phân tích luôn từ cho các bạn nha. Đấy, có nhiều bạn chọn đáp án rồi nhưng mà các bạn chọn ba là sai á, là các bạn đang chưa xác định được á. Các bạn đang chưa xác định là cái nào bổ nghĩa là cái nào cả. Bây giờ nghe phân tích này. Theatri, thứ nhất là mình phân tích từ luôn cho các bạn nha. Theatri thứ nhất là chúng ta hay thường dùng cho cái trường hợp khi mà chúng ta muốn nói về cái cách đối xử, cái cách tiếp đãi nó rất là shinsetsu de teine, đúng không? Rất là thân mật này. Rất là teine, rất là cẩn thận này, ví dụ như là khi mà mình tiếp khách chẳng hạn. Kyaku teatsuku motenasu, đúng không? Nhưng mà đối với những cái trường hợp này á, thì chúng ta sẽ hiểu là các cái quy định và các cái chế độ hiện hành ấy, bây giờ nó đang rất là support, rất là hỗ trợ, nghiêng về cái lợi thế về những cái người kagai, kagai chữ ra và chữ hại, tức là những cái người mà người ta gọi là gây ra tai nạn, đúng không? Còn cái đoạn trên là chúng ta sẽ có là cái người bị thiệt hại, là cái người bị tử vong, người bị thương trong những cái vụ tai nạn. Còn ở đây là các cái chế độ hiện hành, các cái quy định hiện hành thì bây giờ nó đang có cái xu hướng là nó hỗ trợ nhiều cho những cái đối tượng là những cái người mà gây ra những cái tai nạn đó, đúng không? Đấy. Thế thì cái chế độ này nó như thế nào? Các bạn cần tìm một cái vị ngữ cho nó. Các bạn cần tìm một cái vị ngữ cho nó nhé. Trong khi ở đây này, tại sao mình lý giải tại sao mà các bạn dùng cái số 3 nó lại sai?
Cái số 3 chúng ta còn nhớ nguyên tắc không ạ? Khi một động từ chia về nguyên mẫu, khi một động từ chia về nguyên mẫu, các cái ngữ pháp nó chia về nguyên mẫu thì nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ đằng sau. Nó bổ nghĩa cho danh từ đằng sau đúng không? Nếu như các bạn chọn phương án số 3 là cái chủ trương của tác giả, cái ý kiến của tác giả trong xã hội. Làm sao mà chủ trương ý kiến của tác giả ở trong xã hội được, đúng không? Nghĩa ok được là ở tại đâu đó. Ở tại đâu đó. Nhưng mà trong cái câu này không phải là những cái chủ trương, những ý kiến của tác giả trong xã hội. Ví dụ nha, chẳng hạn như là những cái ví dụ như là những cái vấn đề ở trong cái ngành đó chẳng hạn thì còn ok, không có thể ý kiến chủ trương trong xã hội được bởi vì nó không có sự tồn tại ở đó, đúng không? Nên cái câu số 3 này là sai này, nó không bổ nghĩa cái danh từ phía sau này đâu. Bây giờ mình phân tích để các bạn hiểu ra cái vấn đề đúng không? Đây, chủ ngữ lớn là watashi wa omotta, tôi nghĩ rằng, tôi cảm thấy rằng là. Tiếp theo có một cái cặp chủ vị nhỏ đây, đấy là gì? Đấy là có cái sức thuyết phục. Có thuyết phục ở đâu? Có thuyết phục ở trong cái ý kiến của tác giả. Vậy thì cái ý kiến của tác giả đấy là ý kiến như thế nào? Cái phần này sẽ là cái phần bổ nghĩa cho ý kiến của tác giả. Đúng không? Đây là sẽ là cái phần bổ nghĩa cho ý kiến của tác giả này. Mà trong cái thành phần bổ nghĩa này thì cái chủ ngữ của nó ấy là các cái chế độ. Các cái chế độ hiện hành. Vậy các cái chế độ hiện hành đấy nó như thế nào? Tức là mình cái vị trí số 3 này thực ra nó chính là cái vị ngữ cho cái danh từ là số độ. Đúng không? Nó giải thích là các cái chế độ hiện hành đấy là cái chế độ như thế nào. Đó, chứ không phải là ở trong xã hội nha. Là cái câu số 3 này cái trường hợp sai này, hoặc ở đây không giải thích lý do, hoặc là không phải là đưa ra với tư cách là. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu là cái đoạn vị trí này sẽ là cái đoạn giải thích cho cái từ là gì? Cái ý kiến của tác giả. Ý kiến của tác giả như thế nào? Thông thường khi mà chúng ta giải thích cho một danh từ ấy, chúng ta giải thích cho một cái danh từ đằng sau thì chúng ta sẽ dùng cả cái cụm từ là gì? Thối ưu cộng với danh từ đúng không? Thối ưu cộng với danh từ. Câu này là các bạn hầu như là nếu mà không biết cách làm sẽ bị làm sai hết. Thối ưu cộng với danh từ để giải thích cho cái danh từ đằng sau. Ví dụ nha, có một cái tin hoặc là có một cái thông báo rằng là như thế này. Thối ưu Shirase, đúng không? Thoyu rendaku. Thoyu iken. Thoyu shucho. Đúng không? Cái ý kiến của tác giả, ý kiến của tác giả cho rằng là, cái chủ trương của tác giả cho rằng là, cái thông báo như thế nào? Thông báo là như thế này, liên lạc là như thế này. Chúng ta đã hiểu là cả cái đoạn này để giải thích cho cái shucho đúng không? Mà đằng trước này là cái chủ ngữ của nó, đằng này cái vị ngữ. Thì cái đoạn thoyu này này, thoyu này thì đến một cái phần lưu ý thứ hai nữa mà các bạn cần để ý, đấy là lưu ý về trợ từ. Lưu ý là về trợ từ. Tại sao mà mình lại có những cái buổi livestream mấy cái lần hồi đầu á là mình có nguyên một hai buổi livestream nói về phần trợ từ. Bởi vì trợ từ trong một câu nó rất là quan trọng. Trợ từ nó sẽ móc nối các cái cụm lại với nhau để diễn giải cái ý. Các bạn không thể nào mà viết một câu mà không có trợ từ được. Đấy thì trong cái phần trợ từ thì có một cái lưu ý là có những cái trường hợp người ta rút gọn động từ mà chỉ cần giữ lại trợ từ. Cái nguyên tắc đầu tiên là các bạn thường hay thấy là người ta rút gọn trợ từ đúng không? Ví dụ trong văn nói thì những cái trợ từ như là o hoặc là what được rút gọn đi thì cái đấy ai cũng biết rồi. Nhưng có một cái nguyên tắc thứ hai là cái nguyên tắc người ta rút gọn động từ và chỉ cần giữ lại trợ từ thôi. Nhưng cái ý của câu nó vẫn không thay đổi, đúng không? Thì một trong những cái nguyên tắc đấy đó là gì? Ví dụ cái trường hợp thôi yêu này này. Cái động từ của chúng ta là động từ yêu. Đó, mà thôi yêu lúc nào cũng là đi luôn gắn kèm với nhau nói rằng là. Thì trong trường hợp này bạn có thể rút gọn cái động từ yêu đi. Đúng không? Thông báo là thôi. Chứ không cần nói là thông báo nói là. Thì khi rút gọn động từ để nối với cái danh từ phía sau thì các bạn không thể cộng trực tiếp với danh từ phía sau này luôn được. Mà bạn phải cộng với gì? Tono. Đúng không? Thì nó sẽ thành những cái dạng như là Tono shirase, Tono rendaku, Tono iken. Đúng không ạ? Tono shucho. Đó, và những cái dạng rút gọn này các bạn gặp rất là nhiều trong cái phần ngữ pháp của N2 và N1. Ví dụ như là Kara no cộng với danh từ này, De no cộng với danh từ này, Made no cộng với danh từ này, E no cộng với danh từ này, đúng không? To no cộng với danh từ. Đấy, thì những cái này cần phải lưu ý bởi vì cái tần suất nó xuất hiện những cái phần dạng trợ từ như thế này trong cái phần ngữ pháp rất là nhiều. Đấy thì các bạn hiểu cái vấn đề chỗ này chưa ạ?
Mình hiểu cái vấn đề chỗ này chưa? Tôi cảm thấy là trong cái ý kiến của tác giả nó có cái sức thuyết phục. Vậy thì ý kiến của tác giả là gì? Giải thích lại cái ý kiến đó chính là cái phần thôi ưu, đúng không? Và thôi ưu này được rút gọn bằng cái từ tono. Rồi. Tiếp theo nha, đến đây các bạn hiểu ra cái đáp án rồi đúng không? Tiếp theo, ngoài cái từ tonal này thì mình sẽ giải thích là tại sao lại cái từ là shakai đã. Là bởi vì như lúc nãy mình nói ấy, là cái phần sose độ ở đầu ấy, nó chính là cái chủ ngữ. Và cái vị ngữ cuối cùng đấy là gì? Shakai đã. Cái chế độ bây giờ hiện hành bây giờ là cái chế độ như thế nào? Tức là những cái quy định hiện hành, cái chế độ ban hành hiện tại là một cái chế độ xã hội như thế nào? Là một cái chế độ xã hội mà coi trọng cái xe ô tô hơn là tính mạng con người, hay nói cách khác tương đương với việc là người ta coi trọng cái doanh nghiệp hơn là một con người, đúng không? Hiểu cái chỗ này không? Nên cái phần đuôi này, cái phần shakai da da này chính là cái phần vị ngữ của sosedo, và tono chính là cái phần rút gọn của toyu để giải thích cho cái chuto đấy là gì. Nên đáp án ở đây nó phải là câu số 1 chứ không phải là những cái trường hợp 2, 3 hoặc là 4. Bởi vì nếu mà các bạn dùng cái 2, 3 hoặc 4 thì thứ nhất là nó không giải nghĩa cho cái từ show này được. Và thứ hai nó không đáp ứng để làm cái đuôi vị ngữ cho cái từ show xe độ này. Đấy thì qua cái phần này các bạn sẽ rút ra được cái kinh nghiệm là gì? Thứ nhất là để làm tốt được những cái phần này, cái nguyên tắc rất là quan trọng là các bạn phải xác định được ra cái thành phần chủ vị. Đầu tiên mình xác định ra cái chủ vị chính này. Trong câu tiếng Nhật bao giờ nó cũng là câu phức. Và bởi vì là câu phức nên nó mới khó. Chứ những cái câu ghép hoặc câu đơn thì nó đơn giản rồi, đúng không? Tôi cảm thấy là trong cái ý kiến của tác giả nó có cái sức thuyết phục. Vậy ý kiến của tác giả là ý kiến gì? Ý kiến là như thế này. Và sau đấy lại mình lại diễn giải tiếp. Thì đây là một cái cặp chủ vị nhỏ nữa. Ok câu này chưa? Mọi người thấy câu này đã dễ hiểu hơn chưa? Và ngoài những cái lưu ý về cái công thức ở cái phần trên là yêu lưu ý về công thức động từ cho nhận, lưu ý về thì của câu, thì các bạn cũng phải lưu ý tiếp theo là lưu ý về các cái bổ nghĩa, đúng không? Lưu ký về các cái thành phần bổ nghĩa, ví dụ bổ nghĩa ở đây cho một danh từ, và đặc biệt để ý đến cái gì ạ, cái về trợ từ đó. Đấy mới là những cái phần khó của ngữ pháp, chứ cái việc mà chúng ta chỉ học về kiểu như là tôi chỉ nhớ được cái mẫu này tôi ghép nó vào thôi thì nó lại rất là đơn giản. Và thường đi thi thì người ta ít khi hỏi những cái phần đấy, cũng có hỏi nhưng mà tần suất nó không nhiều. Và cái việc mà mình chỉ học để ghi nhớ về mẫu thôi nó chưa phải là thực sự là mình đã hiểu được cái bản chất cái ngữ pháp. Mà nếu mình chưa hiểu được cái đúng cái bản chất ngữ pháp thì khi mà mình viết một cái câu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật, mình sẽ không viết được đúng cái kết cấu bổ ngữ của nó. Đó, đây là cái chuyện viết. Thứ hai nữa là khi mình không hiểu phân tích được đúng cái thành phần ngữ pháp thì khi mình dịch một cái câu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt mình cũng không ngắt được đúng. Đấy mới là cái quan trọng của cái việc học ngữ pháp nha. Bạn hiểu vấn đề chỗ này chưa ạ? Tiếp theo đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến với câu số 4 này. Câu số 4 nó nằm ở vị trí này. Rồi. Đó, bây giờ cùng suy nghĩ nha. Xem là cái vị trí nào nó sẽ phù hợp. Câu này thì đơn giản hơn ạ. Câu này thì dễ hơn, đơn giản hơn. Chúng ta chỉ cần đọc cái phần trên nó sẽ ra. Mình để cho các bạn mấy phút để các bạn suy nghĩ nha. Hôm nay hơi tham, hôm nay là định làm cả cái phần về đọc hiểu ngữ pháp và cả cái phần điền dấu sau còn lại của cái buổi hôm qua, không biết có kịp không đây. Các bạn ơi, các bạn xem đường truyền mạng có ổn không các bạn? À có, sorry, Arima chọn câu số 1 là đúng rồi này. Ui, may quá. Học viên của mình chọn đúng. Không mà sai nữa là chết dở. Bạn ấy chăm chỉ lắm, bạn ấy học trong nhóm Zoom được một chăm chỉ lắm. Rồi, câu số 4 này phương án nào sẽ đúng ạ? Bây giờ nhìn nha, cái câu này thì chúng ta sẽ thấy này. Đoạn chủ ngữ là watashi wa. Và cái phần đuôi là vị ngữ. Và vị ngữ thì nó sẽ đưa ra những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái hành vi, đúng không? Của cái người này. Thì bây giờ để ra được cái vị ngữ này thì mình phải đọc cái đoạn trên. Xem là cái sự việc nó như thế nào thì người ta mới dẫn dắt được cái câu chuyện là cái cảm xúc, cái hành vi và cái hành động, đúng không? Rồi thì bây giờ câu này nha.
mình sẽ đọc ở cái phần trên. Thì cái quan trọng của cái phần đọc hiểu ngữ pháp ấy là một á, là các bạn sẽ đọc cái vị trí mà người ta yêu cầu chúng ta cần điền vào, và sau đấy các bạn sẽ đọc ở vị trí xung quanh. Vị trí xung quanh để lấy những cái hint, để lấy những cái gợi ý để mình làm. Đúng không? Thì cái đoạn sau này, thì cái bài này các bạn sẽ để ý này, thực ra là cái bài này người ta đang để gì ạ? Người ta đang để về cái đan xen giữa hai cái thì. Một là cái thì quá khứ, hai là cái thì hiện tại. Đúng không? Người ta đang đan xen để giữa hai thì. Ví dụ cái phần trên này người ta để ý là tôi đã giao bài tập cho học sinh. Còn cái hiện tại đây là rất nhiều những cái vụ tai nạn đó. Đúng không? Thế thì ở trên này người ta có nói là thế nhưng mà cái kết quả là gì? Cái kết quả là phản ứng của học sinh, tức là gì? Tức là sau khi mà tôi giao cái bài đấy thì cái phản ứng của học sinh, của không ít học sinh ấy, khiến cho tôi gì? Rất là bất ngờ, mình không đoán được trước. Thì đây mình nói thêm một cái phần này cho các bạn này, đó là cái sukuna karanu. Cái dạng đuôi này các bạn sẽ gặp rất là nhiều nha. Thì cái này các bạn cũng để ý, nếu như các bạn gặp cái dạng này trong cái phần điền dấu sao này, chúng ta có những cái đuôi như thế này đều là phủ định nha. Nhớ này, nu, zaru và zu. Đó, cả ba cái phần đuôi này đều là cái phần phủ định các bạn nhé. Ví dụ sukunaku nai, thì bây giờ người ta có thể chuyển thành là sukunakarazu và sukunakarazu. Đó, thì cái giữa cái nữ và cái dự này nó đều là phủ định này, nhưng nó khác như sau. Đối với cái trường hợp nữ thì thông thường nó sẽ là cái phần đuôi phủ định và nó sẽ phải đứng trước để nó bổ nghĩa cho một danh từ. Đấy, nó sẽ đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ. Đuôi nữ sẽ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ này. Nhưng đối với trường hợp đuôi dự thì nó sẽ biến thành một cái phó từ, nên thường nó sẽ đứng trước một cái động từ chẳng hạn. Đó, dự sẽ đứng trước một cái động từ, còn nữ sẽ đứng trước một cái danh từ. Còn tiếp theo nữa là cái trường hợp gia rự. Đấy, cái trường hợp này nhiều khi là các bạn không để ý, không biết, nhưng mà nó đã từng thi trong cái đề của N1 rồi. Và trong đọc hiểu các bạn cũng có thể sẽ gặp cái dạng này rất là nhiều. Đấy là gì? Thực ra chúng ta chỉ có cái mẫu ngữ pháp, đó là ra rửa ô e này. Là mình chỉ nhớ cái mẫu cái công thức là ra rửa ô e này, là nghĩa là buộc phải làm cái gì đó, đúng không? Nhưng mà phân tích ra các bạn sẽ hiểu này. Cái cách chia đối với phần ra rửa là gì? Động từ các bạn sẽ chia về phủ định. Ví dụ, iku sẽ chuyển thành là ikanai. Ikanai. Nhưng sau đấy các bạn phải bỏ cái đuôi nai này đi, và các bạn cộng với ra rửa, và cộng tiếp với e này, đúng không? E này là không thể, mà cái ikanai ở đây á, với nghĩa là không, không thể không, tức là buộc phải làm cái gì đó. Thế thì cái phần gia rự này nó không chỉ xuất hiện mình ở trong cái mẫu là gia rự e này, mà nó còn xuất hiện khi đứng độc lập. Bằng cách là động từ các bạn sẽ chia về ve này, sau các bạn bỏ cái đuôi này đi, cộng với gia rự. Nên chúng ta sẽ hiểu thực chất là cái gia rự nó sẽ bằng với này. Ví dụ trong cái đề của N1 đã từng thi, đó là mie. Và người ta phải cho chúng ta ghép vào là cái vị trí gì? Thực ra nó là mie này. Nhưng mà trong cái đáp án nó không có chữ này mà nó có từ ra được, thì các bạn phải chọn là mie ra được này. Đó, thì cái này để ý này. Nữ cũng là phủ định, dự cũng là phủ định, ra được cũng là phủ định. Với ra được thì chủ yếu là phủ định của động từ. Đó, và thường với ra được thì nó cũng sẽ đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ như thế này. Còn nữ thì nó có thể phủ định của đa dạng, một số cái dạng cố định, ví dụ sukunakara nữ, đúng không? Thì nó sẽ đứng trước để bổ nghĩa cho một danh từ. Còn với dự thì nó không bổ nghĩa danh từ mà nó thường đứng trước động từ. Thì câu này ứng với trường hợp này. Thế có nhiều những cái ngữ pháp nó rất là nhỏ lẻ như vậy thôi, nhưng trong câu người ta hỏi cái phần đấy là chịu ngắc ngứ không biết làm thế nào, bởi vì thực ra là giáo trình người ta không dạy kỹ đến những cái phần đấy. Rồi câu số 5, nãy giờ để mình nói cái phần kia để cho các bạn có thời gian suy nghĩ phần này. Câu số 5 rồi nha. Thì các bạn đã thấy là cái phản ứng là mình không lường trước được, phản ứng rất là bất ngờ đúng không? Rồi tiếp ở phần phía sau này là cái phần phản ứng đấy là gì? Đây là cái câu trích dẫn, là cái phản ứng, tức là cái những cái đánh giá của học sinh sau khi nó đọc cái cuốn sách đấy. Nó nói rằng là cái người gây ra tai nạn thật là đáng thương. Nhớ nhá, kagaisha, cái người gây, nó nói là cái người gây ra tai nạn thật là đáng thương. Rồi tiếp là thối yêu này này. Thối yêu ở cái đuôi câu này là trích dẫn là cái nguồn thông tin mà chúng ta nghe được, thì tức là cũng là trích dẫn lại cái nội dung phát biểu của các em học sinh sau khi làm cái bài mà tôi đã cho các em ấy làm ấy, đúng không? Thì
Các em ấy nói rằng là ở cái đoạn này mình có nói ở đây, tức là nội dung phát biểu ở trên là nội dung phát biểu của các em ấy này, còn ở dưới là cái ý kiến của tác giả này. Ở dưới là cái ý kiến của tác giả nhé. Tác giả nói rằng là gì? Tác giả nói rằng là việc các em đấy chỉ đưa ra một cái ý kiến, việc chỉ đưa ra, không phải cái chỗ này vẫn là ý kiến của học sinh chứ, việc chỉ đưa ra mình cái ý kiến từ cái quan điểm của người bị hại thôi ấy, thì nó thiếu cái tính khách quan. Đó, vẫn là trích dẫn là cái nguồn thông tin nha. Đây là hai cái câu này chỉ là trích dẫn là nguồn thông tin, là các em ấy nói như vậy. Những cái nhận xét của các em đấy là bây giờ cái ông mà gây ra tai nạn ông ấy đáng thương quá, mà bây giờ trong cái sách của ông kia ông chỉ nói về mỗi cái ý kiến từ cái phía của người bị hại thôi thì rất là đáng thương, rất là gì, thiếu cái tính khách quan. Thế thì khi mà tôi đọc những cái cảm nhận đó của các em, tôi đọc những cái cảm nhận đó của các em thì tôi thấy như thế nào, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phân tích này. Thứ nhất là với động từ kakaeru. Kakaeru nó có ba cái dạng, một là daku, đó cũng là từ này đọc là daku, hai là idaku đúng không, nhưng nó đọc là idaku, và ba là cái kakaeru. Kakaeru đó, thì ba cái động từ này nó sẽ khác nhau như sau. Đối với trường hợp thứ nhất là ôm, ví dụ như là mình và bạn ấy hai người ôm nhau, ôm thật chặt, thì lúc đấy các bạn sẽ dùng với dakishimeru. Đó, thì cái động từ đầu tiên là cái động từ daku với nghĩa là ôm, theo kiểu ôm vào lòng á. Trường hợp thứ hai đọc là idaku thì thường nó hay đi với những cái dạng tân ngữ, ví dụ như là mình ấp ủ, ôm ấp những cái ước mơ, những cái suy nghĩ ở trong đầu. Đấy, những cái hoài bão, những cái hy vọng. Đấy, thì thường lúc đấy người ta sẽ đọc là idaku. Còn cái trường hợp thứ ba, kakaeru thì nó cũng có một cái nghĩa là ôm, nhưng mà lúc đấy không phải ôm vào lòng mà là mình ôm ở bên hông thôi. Ví dụ nha, mình ôm cái cặp ở bên hông, kabao kakaeru chứ không, đúng không? Hoặc là mình ôm guitar ở bên hông, kakaeru. Ngoài ra thì cái từ kakaeru nó còn dùng với một cái trường hợp nữa là mình gặp phải những cái, tức là mình đang, ví dụ mình đang ôm một cái khoản nợ, sakin o kakaeru. Hoặc là mình ôm đầu. Ôm đầu ở đây chính là gì? Chính là cái hình ảnh để nói về cái việc là mình đang rất là komatteru. Komatteru. Cái cụm từ là atama o kakaeru thì nó sẽ dùng thứ nhất là ôm đầu, không biết là bây giờ phải làm thế nào đây. Do shitara ii ka wakaranai de, né? Atama o ryōhō de kakaeru. Và thực ra nó chính là cái trạng thái hijō ni komatteru. Hijō ni komatteru. Còn cái ôm bụng ấy thì nó chỉ dùng cho cái trường hợp là gì? Là mình đau bụng thôi, chứ nó không dùng cho cái trạng thái là mình đang rất là khó xử, đang không biết phải làm thế nào. Nên ở đây các bạn sẽ loại được cái trường hợp 1 và cái trường hợp 2, bởi vì nó không liên quan đến phần ôm bụng mà nó liên quan đến cái kokoro, cái tinh thần của tác giả. Khi mà gì? Khi tác giả đọc được những cái phản ứng của học sinh như thế này, tác giả thấy nó bất ngờ. Và bây giờ rõ ràng là cái người bị hại là cái người đáng thương chứ, trong khi ở đây các em ấy lại đưa ra ý kiến là cái người mà gây ra cái tai nạn này đáng thương. Rồi các em lại bảo là trong cái cuốn sách đấy ông ấy chỉ đưa ra mình cái ý kiến từ cái phía người bị hại thôi thì thiếu cái tính khách quan. Thế nên tôi rất là atama o kakaeru. Đó. Thế thì bây giờ còn 3 và 4 thì chúng ta lại phải quan tâm đến cái việc là cái thì của câu. Cái thì của câu là cái gì? Thì các bạn để ý này. Những cái phần ý kiến của tác giả, những cái phần mà đưa ra cái cảm xúc của tác giả, người ta đang chia ở cái dạng gì ạ? Người ta đang chia ở cái dạng quá khứ. Yosou shinai mono datta. Đúng không? Hoặc là những cái hành động của bản thân, watashi ở đây người ta cũng chia ở cái dạng quá khứ. Đây. Deboto kashita. Đó. Vậy thì cái mà mình komateru ở đây ấy, nó không phải là cái dạng teshimau được, mà nó phải chia về cái dạng gì? Nó phải chia về cái dạng quá khứ, bởi vì nó chỉ là cái hành động và cái trạng thái tại cái thời điểm đấy thôi. Lúc đấy mình cảm thấy rất là komateta, đúng không? Nên đáp án đúng ở trong cái câu này nó phải là câu số 4. Đấy. Thế là mình luôn nói với các bạn là một yếu tố về thì nó rất là quan trọng. Người ta sẽ hỏi những cái yếu tố đấy. Thì của câu này, xác định được đúng chủ vị này, trợ từ này, động từ cho nhận này, đúng không? Trợ từ. Đó. Rồi tiếp theo nha, câu này đã ok rồi đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ chuyển tiếp. Và khi mà với những cái dạng câu mà hỏi về thì ấy, thì mình phải để ý xem là cái thì của câu trong một đoạn ấy, bao giờ nó cũng phải hợp với logic với nhau. Thì mình phải để ý xem là những cái câu cùng cái kiểu nói tương tự đấy, người ta đang để cái thì là gì. Ví dụ trong câu này, những cái câu mà đưa ra cái ý kiến của tác giả, đưa ra cái hành động của tác giả, thì người ta để ở cái dạng là quá khứ.
Bởi vì người ta đang kể lại mà, cái đã xảy ra mà. Thì mình phải dựa vào đấy để làm cái hiên tội, để làm cái gợi ý nhé. Tiếp theo đến câu số 5 nha. Câu số 5 này, đây ạ. Câu cuối cùng. Câu số 5 là câu cuối cùng này. Theo các bạn, cái nào sẽ là cái phương án chính xác ở đây? Khó đúng không ạ? Thì cái bài này tương đối khó. Nhưng mà cố tình lọc ra cái bài khó như thế này để cho các bạn hiểu được là thường những cái dạng về đọc hiểu ngữ pháp nó sẽ đi theo cái xu hướng như vậy. Mà cái này không chỉ ứng dụng cho cái phần đọc hiểu ngữ pháp đâu, mà ứng dụng cho cả cái phần liên quan đến ngữ pháp nói chung, cho cái hiểu về mạch câu nói chung, cho cái phần đọc hiểu nói chung. Này, bản chất là nó vẫn sẽ là có cái sự liên kết với nhau mà, chứ không phải là cái phần này là tách lẻ, tôi chỉ học cái này. Không phải. Câu số 5, phương án nào sẽ chính xác đấy ạ? Ồ, hôm nay xong cái bài đọc hiểu ngữ pháp này hết giờ mất rồi. Rồi bây giờ chúng ta phân tích nha. Bây giờ chỉ có hai câu ở cái đoạn này thôi. Đó, để làm được cái câu này thì nó nhấn mạnh cái phần là Kurai là đến mức độ ấy. Thế nên để làm được cái câu này mình đọc cái câu trên đi. Cái bài viết của tác giả ấy thì mặc dù này chúng ta có mono no setsu to tawatte kuru này. Đó, thì cái đoạn này cái chủ ngữ ở đây này, cái chủ ngữ của cái phần setsu to tawatte kuru nó truyền tải cái gì? Cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ những cái từ này chúng ta cũng đọc luôn này, trong cái quá trình học đọc hiểu để các bạn có thể học luôn cái phần từ vựng của nó. Vì nó cũng là cái phần rất là quan trọng, đúng không? Cái chữ này ở đây ấy, thì các bạn sẽ có từ là chin chư. Chin chư. Chin là trong cái động từ xí dư mự là trầm ấy. Chư này trong này ita mự là đau ấy, itai đau ấy. Thì cái từ chin chư này này. Chin chư thì nó sẽ dùng với nghĩa là kiểu như là mình chìm đắm trong cái nỗi đau, trong những cái muộn phiền. Giống như kiểu như là nó sẽ bằng với kanashimi ni shizumu này. Đó thì là chin chư. Chin chư. Rồi. Đúng không? Thì tiếp theo có cái từ là setsu. Chúng ta có cái từ là gì? Setsujitsu là cái từ này đúng không? Setsujitsu này thường hay đi với những động từ như là kanjiru, tức là mình cảm thấy thấm thía, mình cảm thấy rất là sâu sắc một cái điều gì đó. Thì đây là setsujitsu. Thì bây giờ cái từ setsujitsu thực ra nó cũng từ cái âm này thôi. Này. Setsujitsu là người ta không viết bằng kanji đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ hiểu cái kanji cũng chính là cái chữ thiết này nhá. Setsujitsu. Thì setsujitsu nó sẽ dùng cho những cái dạng liên quan đến cái thuộc về cái cảm xúc. Chất chứa rất là nhiều những cái cảm xúc gì đó. Kokoro komotteru. Thì ở đây là cái đoạn văn đó nó truyền tải cái nỗi đau rất là tha thiết của ông bố mất đi đứa con gái, tức là cái cuốn sách đấy là ông bố viết về cái tai nạn thương tâm của đứa con gái mất do cái vụ tai nạn này. Nhưng mà nó hoàn toàn không phải là, thì trong cái phần này có một cái ngữ pháp này mình để ý cho các bạn nha. Là cái ngữ pháp này các bạn để ý giúp mình này. Đó, nhìn thấy cái từ này không ạ? Nhìn thấy cái từ này không? Ni kararete thì cái động từ karareru này là gì? Phân tích tiếp nha. Thứ nhất này, cái động từ karareru này á, tức là nó đã được chuyển về cái dạng bị động rồi. Cái kanji nó viết sẽ là cái kanji này này. Nhưng mà thường là bây giờ người ta cũng không có viết bằng kanji đâu. Người ta hay viết bằng hiragana là nhiều. Thì cái động từ gốc của nó là cái động từ cho cái trường hợp là karu. Này. Karu. Thì cái karu này cho cái nghĩa là cái hình ảnh ở đây các bạn nhìn thấy con ngựa không? Con ngựa. Đấy. Thì khi mà mình phi ngựa, mình phi cho cái ngựa nó chạy, mình thúc cương để cho cái ngựa nó chạy ấy, thì người ta sẽ dùng là uma o katte ikimasu này, để cho con ngựa nó chạy, mình thúc cho con ngựa nó chạy. Uma o katte ikimasu. Đó, là như thế này. Thế nhưng mà thực ra cái từ này bây giờ nó chủ yếu là dùng với cái dạng bị động. Chủ yếu nó dùng vào cái dạng bị động. Và cái dạng bị động ấy thì nó sẽ dùng một cái dạng là gì?
nó sẽ chuyển thành kara, chuyển thành là karare được. Và nó sẽ đi với một cái dạng đấy là chúng ta sẽ có những cái danh từ chỉ cảm xúc nhé. Danh từ chỉ cảm xúc có thể là những cái cảm xúc như là fuan, lo lắng này, hoặc ở đây là những cái cảm xúc rất là kiểu như là gekijo, tức là kiểu rất là kích động ấy. Đó, những cái cảm xúc hoặc là senpai chẳng hạn. Đó, vân vân, đấy là những cái từ chỉ cảm xúc và đi với trợ từ ni và đi với karare được. Đó. Thì bình thường là ka được là mình điều khiển đúng không? Điều khiển con ngựa để cho con ngựa nó chạy. Thì bây giờ là bị điều khiển, hay nói cách khác là gì? Mình bị chi phối bởi những cái cảm xúc đó. Và nó thường là những cái cảm xúc rất là hageshi, rất là mạnh. Đó, ví dụ fuan ni karare được, tức là người ta sẽ dịch là mình bị chi phối bởi cái cảm xúc bất an, hoặc có thể dịch một cách mượt hơn là mình cảm thấy vô cùng bất an. Đúng không? Hoặc là mình trong cái câu này là kích động. Đó. Tức là mặc dù ông bố trong cái bài viết của ông ấy thể hiện cho chúng ta cái nỗi đau của một người cha, rất là thống khổ của một người cha khi mất con gái, nhưng mà cái bài viết đấy hoàn toàn không không phải là một cái được viết khi mà ông ấy cảm theo cái cảm xúc là bị kích động. Tức là ông ấy vẫn rất là bình tĩnh, đúng không? Nó không hoàn toàn không phải là theo cái kiểu viết theo cái tâm trạng là bị kích động. Cái kijo này kakarete mono dewa nai. Mà thậm chí đến mức là các bạn nhìn thấy về sau không ạ? Đây cái câu sau này, mushiro ngắt nó ra nhé. Thậm chí đến mức là kurai nhé. Mình còn rất là căng xin sự. Căng xin rất là thán phục nha. Có hai cái từ cùng một cái âm này. Một là căng xin theo cái từ này thì với nghĩa là quan tâm. Nhưng nếu là căng xin chữ cảm và chữ tâm ấy thì nó với nghĩa là thán phục. Mình rất thán phục là gì? Ông ấy lại có thể bình tĩnh đến mức như thế. Yoku koko made thì nó sẽ giống như kiểu là konnani, đến mức như thế này, đúng không? Thì bây giờ trong cái đoạn này có một cái ngữ pháp của N2. Đây là một cái dạng thể hiện cái sự cảm thán. Và có một cái ngữ pháp N2 mà các bạn để ý đây chính là cái từ yoku này này. Đó, nhiều người không biết thì sẽ dịch là tốt. Ông ấy có thể viết bình tĩnh tốt đến mức như thế, nhưng không phải. Cái yoku này thường các bạn sẽ không dịch. Yoku này thường các bạn sẽ không dịch nha. Mình xóa những cái phần trên này để cho các bạn đỡ bị rối trong cái phần từ nha. Thì cái mẫu của chúng ta sẽ là như thế này, các bạn sẽ dùng với yoku, hoặc là có khi là các bạn sẽ thấy người ta dùng với yoku mo. Và cái phần đuôi ngữ pháp ấy nó sẽ đi với mono da. Hoặc nhiều khi nó không cần cái phần mono da đâu, mà nó chỉ cần cái yoku thôi, yoku mo. Thì lúc này cái dạng câu này thường là sẽ là cái dạng câu thể hiện cái sự cảm thán. Cảm thán ở đây có thể là mình tán dương, tán thưởng, hoặc cũng có thể là mình chỉ trích cho cái hành động của đối phương. Đó. Nó có thể là đi theo chiều hướng tiêu cực, cũng có thể đi theo cái chiều hướng tích cực này. Thế thì trong cái trường hợp này người ta sẽ dùng cái yoku hoặc là yoku mo để ok. Thì cái cách kết hợp của cái dạng này sẽ như sau này, luôn đằng sau nó này. Một là nếu trường hợp nó đi với mono đã thì cái đằng trước nó sẽ có hai kiểu, một là động từ chia về cái dạng khả năng kanose nhé, kanoke đó. Hai là động từ nó có thể chia về cái dạng quá khứ hoặc là quá khứ tiếp diễn veteta này. Đó. Còn nhiều khi á, nhiều khi người ta còn không đi với cái phần mono này đâu. Người ta không đi với phần mono mà người ta chỉ cần dùng với yoku mo và đi với những cái từ để nhấn mạnh cảm xúc, ví dụ như là konnani sonna anna. Ví dụ như thế này nha. Ví dụ có một câu như thế này. Chẳng hạn là mình lâu rồi mình không gặp một cái đứa cháu. Thế mình bảo chứ. Ôi rồi, lâu rồi không gặp. Lớn đã lớn thế này rồi cơ à? Đã lớn thế này rồi cơ à? Tức là nó là một cái sự cảm thán, đúng không? Thì nhiều bạn sẽ bây giờ dịch thì sẽ đi tìm cái từ lâu rồi không gặp như thế nào. Thế thực ra thì chúng ta không dùng như vậy, mà chúng ta không dịch trực dịch như vậy, mà lâu rồi không gặp tức là gì? Tức là trong một cái khoảng thời gian không gặp thì có một cái sự thay đổi ở bên đằng sau, đúng không? Thì như vậy chúng ta sẽ ứng với cái mẫu ngữ pháp đó là uchi. Trong cái lúc không gì đó, trong cái lúc đang thì gì đó thì có một cái sự thay đổi bên đằng sau. Ví dụ lâu rồi không gặp mình có thể ghép là gì? Shibaraku. Đúng không? Shibaraku là một cái khoảng thời gian ngắn đúng không ạ? Shibaraku awanai uchi ni. Đó, thì cái bên đằng sau sẽ là cái sự thay đổi đúng không ạ? Lớn đến mức như thế này rồi, như thế này này, konnani đúng không? Okiku. Oki, bây giờ chuyển thành là okiku natta. Đã lớn đến mức như thế này rồi à? Vậy thì bây giờ mình sẽ thêm cái cảm thán này, đằng trước là mình sẽ thêm với yoku mo. Yoku mo ma konna. Yoku mo ma, có thể thêm cái ma nếu như là văn nói người ta thêm mà, chứ còn không thì cũng không cần. Yoku mo konna ni
okekunatamono. Đấy, thì đây chính là cái mẫu thể cái sự cảm thán. Và cái từ yokumo này các bạn sẽ không dịch là tốt hoặc là như thế nào, không phải dịch như vậy, mà nó chỉ là cái phần đứng đầu ở trong cái dạng câu cảm thán thôi. Shibaraku awanai uchi ni yokumo konna ni okiku natta mono da. Đó. Hoặc là ví dụ như này. Đây là cái trường hợp tán thưởng nhá. Hoặc là những cái trường hợp chẳng hạn như là có thể đi theo cái hướng là mình chê trách. Trời ơi, sao có thể nói dối đến cái mức trơ trẽn như thế này? Có thể nói dối đến cái mức trơ trẽn như thế này. Đấy, thì bây giờ dịch nha. Nói dối đúng không ạ? Uso. Uso tsuku. Đó. Thì bây giờ mình có thể chuyển sang cái công thức của cái dạng này là nó có thể mà. Tức là mình sẽ chuyển sang cái dạng khả năng. Thì mình sẽ dùng là uso ga tsukeru. Đúng không? Nói dối trơ trẽn. Thì cái từ trơ trẽn mà chúng ta hay gặp kiểu như là mặt dày, mặt trơ chán bóng ấy, thì các bạn hay thấy là dùng cái từ gì? Zuzushi. Đó, thì các bạn có thể dùng cái tính từ này để bổ nghĩa cho cái uso. Zuzushi uso ga tsukeru. Đến mức như thế này. Thế thì các bạn sẽ dùng ở đây ví dụ như cái từ là kon namade hoặc là kon dake. Kon dake. Thì nhiều bạn sẽ hay bị nhầm là cái dake này với nghĩa là chỉ, nhưng không phải nhá. Khi mà người ta dùng những cái dạng phó từ ví dụ như là kon dake thì nó sẽ ngoài cái trường hợp số ít ra thì nó còn để dùng để chỉ nghĩa là số nhiều. Nhiều như thế này, đến mức như thế này cơ à. Hoặc là kon nani, nó sẽ bằng với những trường hợp như vậy, kon nani. Thì bây giờ mình chỉ ghép hai cái đuôi, cái đầu và cái đuôi của cái phần cảm thán vào là được. Yoku mo kon dake zuzushi uso ga tsukeru mono da. Thì nhắc lại cái dạng cảm thán này này. Một là nó có thể dùng một cái đuôi mono da. Thì cái phần đằng trước nói động từ sẽ có thể chia về dạng khả năng, chia về dạng quá khứ, chia về dạng vt ta. Và nó sẽ có cái phần yoku mo hoặc là yoku. Còn ngoài ra thì nó có thể bỏ cái đuôi mono da phía sau đi mà chỉ cần dùng với yoku mo hoặc yoku cũng được. Thế thì trong câu này nó chính là một cái dạng cảm thán. Đến cái mức độ mà mình cảm thấy rất là thán phục là ông ấy có thể viết được một cách nó bình tĩnh như thế này. Thế thì có cái từ yoku này sẽ là cái căn cứ để chúng ta biết được là đây là cái dạng câu cảm thán. Chứ không phải là nên hay là không nên. Thì cái cảm thán này các bạn sẽ dùng với mono da. Kakeru mono da là đáp án số 4. Đấy. Thế thực ra với một cái bài như thế này thì cái phần đuôi này chúng ta cũng không cần phải đọc bởi vì hết bài rồi mà. Đấy, nó có 5 câu như thế này. Thì cái nhiệm vụ cái phần đọc hiểu ấy là mình phải cực kỳ xoáy, để ý, trọng tâm vào cái vị trí mà người ta đang đặt ra cái câu hỏi. Và cái nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của mình ấy là mình thứ nhất là phải phân tích được cái phần chủ vị, logic được câu trước và câu sau. Đó, logic được câu trước và câu sau này. À, kết cấu bổ nghĩa ở trong câu này. Đúng không? Ví dụ như cái câu này mà chúng ta bị sai này. Hoặc là những cái thành phần liên quan đến động từ cho nhận này. Những cái dạng về từ nối này. Đấy, phải được cực kỳ để ý những phần đấy nếu mà chúng ta muốn làm tốt cái phần này. Đa phần thì mình nghĩ là khả năng là những cái phần này sẽ là những cái phần điểm cao. Bởi vì là cái khóa nào cũng thế và tất cả mọi người mình nghĩ là chắc là các bạn cũng sẽ thế. Tức là với cái dạng bài này thường có những người là sợ luôn cái dạng bài này cơ. Tức là làm không biết phân tích ra như thế nào, không biết cho cái từ đấy vào cái vị trí nào cho nó phù hợp. Nên là cái tỷ lệ làm sai cái dạng này tương đối nhiều. Thì chúng ta cố gắng là những cái phần, thực ra chúng ta có biết đâu biết là mỗi câu nó được bao nhiêu điểm đâu đúng không? Đó, cái phần chấm nó còn dựa vào cái phần phổ điểm nữa, cái tỷ lệ người đúng người sai nữa. Là mình cố gắng những cái phần câu dễ thì mình không bị mất điểm, mà những cái phần câu khó thì mình cố lên một chút để mình biết được là mình làm tốt được cái dạng đấy. Thực ra cái phần đọc hiểu ngữ pháp nó cũng chỉ xoay quanh những cái phần đấy thôi, xoay quanh những cái dạng đấy thôi, chứ nó cũng không có xoay quanh quá nhiều đâu. Ôi, thế là xong một cái bài ngữ pháp 1 tiếng đồng hồ. Trời ơi, tôi còn nợ lại 10 mấy câu về phần điền dấu sao này nữa. Thôi để buổi mai nhá. Buổi mai thì mình sẽ đẩy cho các bạn cái phần điền dấu sao này, chứ bây giờ cũng muộn rồi. Để buổi mai nha. Buổi mai sẽ làm nốt cái phần điền dấu sao để cho xong cái phần hai cái dạng bài ngữ pháp về điền dấu sao và đục lỗ đi. Còn đến cái buổi hôm sau nữa thì chúng ta sẽ nói về các cái dạng cách dùng đúng của từ. Thì cái buổi hôm nay mục đích chỉ làm sao để chia sẻ với các bạn về những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý khi làm những cái dạng bài về đọc hiểu ngữ pháp này thôi. Thì chúng ta có thể cải thiện lên một chút nữa. Chứ nhiều khi là các bạn cứ không phân tích chủ vị, không nhìn ra được cái kết cấu câu ấy, mà chỉ dịch với mặt nghĩa ấy, là toàn là làm theo cảm tính là bị sai hết. Toàn là cái phần làm theo cảm tính là kiểu gì cũng sẽ bị sai. Nhớ là cái dạng điền dấu sao hay là cái dạng đọc hiểu ngữ pháp, bản chất người ta vẫn sẽ hỏi các bạn những yếu tố liên quan đến ngữ pháp. Bên cạnh cái việc đọc dịch thì đương nhiên chúng ta phải dịch rồi để chúng ta hiểu nghĩa rồi, nhưng cái yếu tố ngữ pháp là cái yếu tố rất là quan trọng.
nó vẫn thuộc về cái dạng về cái phần ngữ pháp, mà ngữ pháp đấy sẽ là cái ngữ pháp về cái kết cấu câu để chúng ta ghép làm sao nó phù hợp. Và cái việc học cái phần này á, nó không chỉ là để giúp cho các bạn thi lấy điểm cao đâu, mà khi các bạn hiểu cái bản chất về cái việc phần bổ nghĩa và kết cấu câu rồi ấy, thì như mình nói là nó sẽ bổ trợ cho các bạn rất nhiều cái phần đọc. Các bạn sẽ biết cách ngắt cho nó đúng cái vị trí. Và thứ hai, nó cũng sẽ bổ trợ cho các bạn cái việc mà mình viết lại câu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Bởi vì khi mình không hiểu cái kết cấu câu thì cái việc viết lại câu từ tiếng Việt sang tiếng Nhật của mình sẽ rất là khó. Lúc đấy mình chỉ theo cái kiểu như là word by word, cứ cho cái từ vào thôi, cứ thế là cái từ nào là cứ thế là word by word cho vào, thì rõ ràng cái câu đấy nó sẽ bị sai. Đáp án câu nãy là câu số 4 mà. Kakeru monoda. Đây cái mà mình bôi xanh này đấy. Và nãy giờ mình giải thích cho các bạn cái mẫu monoda này rồi còn gì nữa, đúng không? Còn câu số 3 thì đáp án là Sakai Datono. Đúng không ạ? Câu số 4 này thì cái đáp án số 4 này mình xóa sử mất rồi. Cái đáp 4, cái đáp án của nó là Atama o kakagete shimatta. Còn số 5 đáp án là Kakeru monoda, dạng câu cảm thán. Đấy. Còn câu số 2 thì nãy giờ xem không nhìn thấy cái phần bôi ạ. Còn câu số 2 thì đáp án của nó là Kangaete moraitaku nai. Đấy. Còn câu số 1 thì đáp án của nó, cái vị trí A này là Kono tokoro, là gần đây ạ. Còn cái vị trí B này là Soko de. Đấy. Ok, chúng ta sẽ dừng ở đây nha. Tsukaresama desu. Mong là các bạn sẽ có kết quả tốt. Để hẹn gặp lại các bạn vào cái kỳ N1 và N2 của tháng 7 năm 2025. Arigatou gozaimashita.